đề xuất ra được 3 câu hỏi để giải quyết vấn đề hôm nay. Và bây giờ để giải quyết 3 vấn đề này thì chúng ta sẽ cần có một quá trình làm việc. Bây giờ cô mời đại diện các nhóm, các bạn sẽ thảo luận ở trong nhóm để đề xuất phương án thế này giải quyết 3 vấn đề này cho hết sức mạnh của mình ạ. Các bạn có thể nói trong một câu. Em đang khổ là nhóm em chọn làm điều về phần thảo luận. Cô làm cách đến nhóm em chọn đó là quan sát hoàn thành. Rồi, cảm ơn bạn. Cô là nhóm màu hoa tím, màu hoa đỏ, màu hoa vàng, màu hoa xinh thế.
vườn lá đầy vườn xanh, cô giáo đưa chúng em đi thăm vườn hoa. Màu hoa tím, màu hoa đỏ, màu hoa vàng, màu hoa xinh thế. Một vườn lá đầy vườn xanh, cô giáo đưa chúng em đi thăm vườn hoa. Màu hoa tím, màu hoa đỏ, màu hoa vàng, màu hoa xinh thế. Một vườn lá đầy vườn xanh, cô giáo đưa chúng em đi thăm vườn hoa. Một vườn lá đầy vườn xanh, cô giáo đưa chúng em đi thăm vườn hoa. Màu hoa tím, màu hoa đỏ, màu hoa vàng, màu hoa xinh thế. Một vườn lá đầy vườn xanh, cô giáo đưa chúng em đi thăm vườn hoa. Một vườn lá đầy vườn xanh, cô giáo đưa chúng em đi thăm vườn hoa. Đấy, mình làm thí nghiệm là mình phải được tận tay một cành hoa hồng mình xem. Ừ. Các bạn tìm ra các bộ phận. Các bạn có thể là màu sắc, mũ sắc. Rồi bây giờ cùng mời các bạn quan sát thật kỹ từ bộ phận của hoa này. Các bạn quan sát không chỉ. Hoa này trồng hoa đường. Còn đây là cái gì đấy? Bây giờ cô đố các bạn nhé. Cái phần bên dưới của bông hoa này người ta gọi là gì? Đấy, bạn phải quan sát đi. Cánh hoa là đài hoa. Đài hoa, thế còn bên dưới gần cái thân này người ta gọi là gì? Dưới thân mà sau dưới cái đài nhá. Đúng. Rồi, các bạn đã rõ chưa? Rồi, thì bây giờ cô còn nào. Màu hoa tím, màu hoa đỏ, màu hoa vàng, màu hoa xinh thế.
câu trả lời là ra quả. Các bạn đồng ý không? Đúng. Hoa có lợi ích gì? Thì tớ trả lời là ngâm trà, tắm nước hoa, làm cảnh, trang trí nhà, trang trí xe cưới. Các bạn đồng ý không? Đồng ý.